Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2020 ở Houston, Texas, tức là chiều ngày thứ Bảy ở tại Việt Nam, tôi làm chương trình để trả lời tương tác với một số quý khán thính giả thắc mắc và đề nghị với tôi. Trong chương trình Thế giới tuần qua tôi làm với ông Nam Sơn, tôi có nói về việc mà Hoa Kỳ luận tội ông Tổng thống Maduro của Venezuela. Và tôi nói là khi tôi là còn là sinh viên, cách đây mấy chục năm, tôi thắc mắc với thầy dạy luật của tôi về việc Hoa Kỳ đem quân vào trong một đêm bắt cóc ông tướng Noriega là tổng thống của Panama lúc đó, đem về Miami và nhốt tù. Và ông Noriega sống bị trong tù mấy chục năm trời và đã qua đời tại Miami, Florida năm ngoái. Thì cái thời kỳ đó tôi có hỏi ông thầy giáo luật của tôi, đó là tại sao những người như Fidel Castro, nếu nói rằng là về vấn đề mà buôn thuốc phiện đó, thì ông Noriega buôn thuốc phiện nhưng ông Fidel Castro cũng buôn thuốc phiện, tại sao không bắt ông Fidel Castro? Thì quý vị xem cái chương trình với tôi và ông Nam Sơn trong Thế giới tuần qua để hiểu rõ cái câu chuyện như thế nào, phân tích phải trái đằng sau như thế nào về câu chuyện đó. Nhưng mà có một số quý khán thính giả cũng gửi comment trên YouTube đó, nói rằng là cho Fidel Castro không có buôn thuốc phiện. Và cũng gửi vô trong inbox của tôi cũng nói rằng là Fidel Castro không buôn thuốc phiện. Rồi nói là ông luật sư Hoàng Duy Hùng hình như là có cái gì đó sai lầm. Tôi sẽ nói về cái phần đó sau đi. Nhưng mà tôi muốn cập nhật cái tin tức đó là ông Tổng thống Maduro của nước Venezuela bị CIA của Hoa Kỳ chiều nay, tức là chiều ngày thứ Sáu đó, tức là cách đây vài tiếng của tôi thôi, khoảng chưa tới 8 tiếng của tôi, có treo một cái giải thưởng cho những ai biết tin tức, gọi là provide information for leading to his arrest, với cái giải thưởng là 15 triệu cho những ai cung cấp chi tiết tin tức để bắt ông Maduro. Thật ra thì ông Maduro vẫn còn đang tại thủ đô Caracas. Cần gì phải ai cho biết cái chi tiết, nhưng mà cái 15 triệu đó, đó nó là một cái gì, tức là báo cho những mật vụ chung quanh ông Maduro có ai có thể báo cho CIA biết cách để bắt ông Maduro. Ông Maduro, ông có lên trên truyền đài truyền hình quốc gia của Venezuela, ông phản ứng rất là dữ dội về vấn đề này thưa quý vị. Ông gọi Tổng thống Trump và cái nội các của Tổng thống Trump cũng như là chính phủ Hoa Kỳ là sử dụng những cái chiêu thức cao bồi giống như thế kỷ thứ 19, là muốn áp đặt cái gì thì áp đặt. Ông lên án Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là cái việc mà Hoa Kỳ xen vào Venezuela, nói rằng là ông Maduro là buôn thuốc phiện, là bây giờ luận tội ông. Thì tôi có nói trên chương trình của ông Thế Giới tuần qua với ông Nam Sơn, tôi nói là mỗi khi Hoa Kỳ muốn làm một cái gì đó thì họ sẽ tìm những cái cớ. Và cái cớ luận tội là treo cái ngọn cờ chính nghĩa để bắt cóc nữa ông Maduro, là nguyên thủ một quốc gia. Cũng có những người comment tôi nói rằng là cho ông Hoàng Duy Hùng, ông ở nước Mỹ nhưng mà ông không thích nước Mỹ hay là sao đó, rồi ông cứ đi nói những cái gì về tiêu cực của nước Mỹ, thôi ông về Việt Nam ông ở đi. Chuyện mà những người đó họ nói là kệ họ thôi, chứ vấn đề mà Mỹ ứng xử không phải lúc nào cũng thánh thiện giống như họ nghĩ. Nước Mỹ vì quyền lợi chính trị, những đường đi nước bước chính trị của họ là vì quyền lợi của họ hết. Nước nào cũng vậy. Trung Quốc họ cũng tính đường đi nước bước theo cái kiểu của Trung Quốc.
Không thể nào mà nói rằng là những người lãnh đạo của các quốc gia đó làm vì quyền lợi của nước khác, hay là vì nhân quyền, hay là vì tình thương nhân loại. Không thể nào được. Nói đến đây thì tôi nhớ có một lần là cách đây khoảng chừng gần 20 năm. Lúc mà ông Nguyễn Chánh Thi còn xin tiền. Quý vị biết là ông Nguyễn Chánh Thi là đại tướng Nguyễn Chánh Thi của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cũng lưu vong qua bên Mỹ. Nhưng tôi nói rằng là cách đây khoảng 20 năm tôi có gặp đại tướng Nguyễn Chánh Thi. Tôi gặp đại tướng Nguyễn Chánh Thi thì tôi cũng nói rõ là quý vị hiểu là thời kỳ đó là cái thời kỳ tôi còn chống cộng cực đoan. Thời kỳ đó tôi còn thời kỳ chống cộng cực đoan. Và tôi có lập những cái tổ chức chính trị. Và tôi là một người cũng khá nổi danh lúc đó trong cái nhóm những người chống cộng cực đoan. Nên những người như là tướng, các tướng có gặp tôi, như tướng Nguyễn Chánh Thi, và sau này thì tôi cũng gặp một số tướng khác. Nhưng bây giờ tôi kể câu chuyện của tướng Nguyễn Chánh Thi. Tôi hỏi ông tướng Nguyễn Chánh Thi là cái thời kỳ mà ông hoạt động như vậy đó, lúc mà ông có tiếp xúc với CIA lúc đó đủ thứ đó, ông có khi ông kể chuyện cho tôi. Tôi hỏi rằng là chứ ông nghĩ như thế nào về người Mỹ? Bây giờ sau khi ông biết những cái chuyện của người Mỹ đó, họ đứng họ giật dây bằng nhiều cách nhiều kiểu, mà nếu không khéo đó thì họ sẽ thủ tiêu mình. Thì ông Nguyễn Chánh Thi ông nói với tôi câu nói mà tôi nhớ để đời. Ông bảo rằng là chứ cái hồi đó, hồi đó bác cứ nghĩ rằng là người Mỹ nó khờ lắm, ngây ngô lắm, nó không biết chính trị. Đó là ông Nguyễn Chánh Thi nói với tôi. Hồi đó bác nghĩ rằng, tại vì thấy cung cách của người Mỹ rất là tốt, rồi dễ thương đủ thứ, thì ông Nguyễn Chánh Thi đã nói là chứ hồi đó bác nghĩ rằng người Mỹ khờ lắm, ngây ngô lắm, không biết gì về chính trị. Nhưng sau này đó, khi qua được Mỹ rồi, ở với Mỹ, thì bác mới khám phá ra rằng là họ còn tổ sư điếm trong cái ngây ngô. Tức là tổ sư điếm trong cái ngây ngô. Mình cứ tưởng họ ngây ngô, nhưng họ tổ sư điếm trong cái ngây ngô. Nên bác bây giờ bác đánh giá lại rất là nhiều. Thì tôi cũng muốn nói với những người mà bên hải ngoại này, một người như đại tướng Nguyễn Chánh Thi đó, khi mà ở và trải qua những cái kinh nghiệm rồi đó, mới thấy rằng không đơn giản như những quý vị nghĩ. Cứ nghĩ rằng là Mỹ là tốt, là thánh thiện, quý vị lầm to. Thí dụ như là cái chết của ông trùm tình báo hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa, ai cũng biết đó, đó là ông William Colby. Thế nhưng mà chính khi mà muốn cái gì đó với ông William Colby mà không được hài lòng cái nhóm tài phiệt thứ thiệt ở đằng sau đó, thì quý vị biết cái bản tin đó là ông William Colby ấy, ông chết nói rằng là chứ là vì ông đi lên cái tàu mà gọi là cái tàu thể thao của ông để đi chèo thuyền á, thì cái tàu thể thao đó nó lật rồi ông chết trong cái khu nhà của ông. Quý vị tin không? Quý vị có tin hay không đó là chuyện của quý vị, chứ còn tôi không có tin. Tôi không tin rằng cái tàu đó nó lật để rồi ông chết chết đuối như vậy. Vì ông William Colby là một tay thể thao, ông William Colby biết bơi đủ thứ hết, mà ông rất là cẩn thận khi mà lên trên, quý vị đứng mà lên trên cái tàu đó, đó là người ta mang áo phao nên mà lật đó rồi bảo là chết chìm á. Thì đúng, nếu mà ai mà giống như các bác mà tin tưởng là Mỹ là thánh thiện lắm thì tin đi, chứ còn tôi không có tin. Mỗi người có quyền không quý vị? Đó là cái ánh nhìn cho cái vấn đề, cái vế của những người đó là ông Hoàng Duy Hùng không tin vào Mỹ, không sống với nước Mỹ mà không có nói tốt cho nước Mỹ, cứ đặt những cái nghi vấn này, nghi vấn nọ hay là gì đó đó thì thôi về Việt Nam ở đi. Thực sự nếu mà Việt Nam cho tôi về tôi ở đó. Tôi nói thiệt, Việt Nam mà chấp nhận tôi về thì tôi ở liền. Chứ tôi rất là hiểu người Hoa Kỳ. Vì quyền lợi của Hoa Kỳ, không phải là vì vấn đề nhân quyền, không phải là vì vấn đề sự thánh thiện giống như những người hải ngoại này nghĩ. Tất cả những cái gì bề mặt dân chủ, nhân quyền, tự do đó, nó chỉ là cái bề mặt, cái cớ thôi. Cái cớ thôi. Chứ không phải là bản chất.
Đương nhiên người dân Hoa Kỳ là những người dân bình thường cũng như các quốc gia khác, là người dân họ sống rất là tốt. Nhưng mà cái cơ chế của mỗi một quốc gia, như cơ chế Bắc Kinh thì là cái cơ chế bành trướng, lúc nào cũng tìm cách bành trướng hết, vì cái quyền lợi của Trung Quốc là một quốc gia đông dân cần phải có thêm tài nguyên, đó là chuyện bình thường của họ. Cái cơ chế tư bản của Hoa Kỳ là cơ chế lợi nhuận, tính toán làm sao có lợi, đồng tiền trên hết. Đã đến lúc mà chúng ta phải nhìn ra sự thật như vậy. Và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi còn xin tiền nhận ra được bản chất thật này của chế độ tư bản Hoa Kỳ, thì Ngài đã dùng cái danh từ là savage, là cái danh từ là thô bạo, chủ nghĩa tư bản thô bạo. Quý vị thấy rằng là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một người rất thông minh, rất sáng suốt. Nhưng mà khi mà gần cuối đời của Ngài đó, thì Ngài cũng nói rằng là khi mà Ngài thăm Cuba, Ngài cũng nói là chủ nghĩa xã hội có những cái khuyết tật của nó, nhưng nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà ngược lại, chủ nghĩa tư bản coi vậy nhưng mà cũng không phải vậy. Nó cũng là một chủ nghĩa thô bạo. Và tôi cũng đồng tình với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đó. Sống và làm việc ở ngay tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ là 45 năm. Tôi thấy chủ nghĩa tư bản rất thô bạo. Và nhất là quý vị mà bước qua tòa án của Hoa Kỳ rồi đó, phải biết được cái cảnh thô bạo của nó như thế nào. Quý vị chưa có bao giờ mà đụng trận, rơi vào cái chuyện gọi là tòa án, nhất là tòa hình sự của Hoa Kỳ. Quý vị tưởng rằng nó đẹp lắm, nhưng mà không phải vậy đâu. Vào rồi mới biết. Có một số những người thân chủ của tôi ở Việt Nam mới qua hay là qua sau này đó, tưởng rằng là tòa án của Hoa Kỳ nghe nói Mỹ nó tốt lắm, thì đụng trận mới hiểu được. Nó không phải đơn giản như họ nghĩ. Thế bây giờ trở lại cái câu chuyện cũng chia sẻ là những người nói rằng là ông Hùng nói về ông Fidel Castro buông thuốc phiện là sai. Thì nó có hai luồng phản ứng của quý khán thính giả của tôi. Một cái luồng phản ứng đó, là nói tôi sai đó, thì là dùng những cái từ ngữ là nặng lắm. Ông Hùng phải biết rằng là ông sai, ông phải là xin lỗi quý khán thính giả của ông. Nếu ông không xin lỗi, ông không biết gì đó, thì cái kênh ông mới thành lập hơn 10-12 ngàn đó, chúng tôi sẽ đánh cho sập. Hâm dọa là đánh sập. Có người thì góp ý nhẹ hơn, thì bảo là coi chừng bị đánh phá, coi chừng cái kênh mới của ông bị đánh phá. Nó cũng nhẹ đi, nhưng mà có người còn nặng hơn là sẽ đánh sập. Rồi có một nhân vật còn gửi cho tôi là bảo là cho tôi có những cái liên hệ với các cơ quan truyền thông, với trên mạng Facebook đủ thứ hết. Nếu ông luật sư Hoàng Duy Hùng mà không xin lỗi, không nói rằng, không đính chính là ông Fidel Castro không có buôn thuốc phiện, thì tôi sẽ đánh sập cái kênh của ông. Thật ra tôi không muốn trả lời cái loại người như vậy. Tại vì họ có quyền, họ tin rằng ông Fidel Castro không có buôn thuốc phiện. Mà bây giờ đó họ muốn góp ý với tôi là chưa gì là muốn làm kẻ cả. Tức là muốn tôi phải nói cái gì theo ý họ. Mà nếu tôi nói gì theo ý họ đó thì tôi không còn là Hoàng Duy Hùng. Dứt khoát, không. Góc nhìn của tôi là góc nhìn cương trực. Tôi nói cái gì tôi chịu trách nhiệm. Chứ không phải là tôi sợ cái áp lực của quý vị đánh sập kênh tôi rồi là tôi sợ. Tôi không muốn trả lời những người đó. Nhưng mà có một người bạn trẻ và cũng có vài người khác nữa, trong tinh thần góp ý xây dựng cho tôi, gửi cho tôi đọc một cái bài góp ý để quý vị thấy tại sao tôi phải trả lời vấn đề này. Cái bài góp ý rất là cảm động. Thưa luật sư, cháu là một fan hâm mộ của chú bởi quan điểm trung lập và thẳng thắn của chú cũng như tầm
hướng về tổ quốc của chú. Và cháu rất thích câu nói của chú là thể chế nhất thời dân vạn đại. Tuy nhiên, hôm nay cháu có xem bài bình luận của chú và chú Nam Sơn. Với chi tiết mà cháu không đồng ý, đó là chú nói ông Fidel dùng tàu ngầm buôn thuốc viện và rửa tiền. Fidel và người dân Cuba, anh em đã giúp đỡ Việt Nam một cách vô tư không vụ lợi như tàu cộng hay kể cả Liên Xô. Lúc tàu khừa đánh Việt Nam thì người dân Cuba cùng Liên Xô sát cánh với Việt Nam đánh tàu cộng. Trong khi cả thế giới làm ngơ trước tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ và bọn bành trướng tàu khừa, kể cả Liên Hiệp Quốc cũng làm ngơ, Fidel còn là thần tượng của nhiều người dân Việt Nam. Cháu cũng không nói nhiều, chỉ mong chú Hùng xem xét lại chi tiết đó và có bài bình luận đính chính khách quan. Xin cảm ơn. Tôi làm clip này vì cái bài góp ý đó của người trẻ. Họ góp ý trong cái tinh thần tìm hiểu và nói năng đàng hoàng và khách quan. Không phải là những người mà làm áp lực với tôi. Những người mà làm áp lực với tôi nói rằng là không làm theo ý họ thì họ đánh sụp kênh tôi đó, thì tôi block họ. Dứt khoát tôi block liền. Tôi không phải là cái loại người mà để những ai muốn là nói tôi cái này, nói tôi cái nọ và bảo rằng như vậy là tôi phải làm theo. Bây giờ trả lời cho người bạn trẻ nhé. Cuba có tốt với Việt Nam đi nữa đó, đó là cái quyền lợi của Cuba và cái gì đó trong cái bối cảnh xã hội của thời điểm đó. Nó cũng giống như là người dân ở dưới Sudan, ở Nam Sudan có một thời đó, nhìn tới Trung Quốc thì rất ngưỡng mộ. Họ nói rằng là chế độ ông Tập Cận Bình là chế độ rất là nhân ái đối với dân Nam Sudan thời kỳ đó. Vì Nam Sudan được Trung Quốc qua và yểm trợ cũng như là thuê đất đai đủ thứ hết. Họ còn trồng trọt ở dưới Nam Phi cũng nhiều thứ lắm. Tốt với những quốc gia Nam Phi như Sudan là gì đó, không có nghĩa rằng là Trung Quốc không có một cái ý đồ khác ở tại Việt Nam. Hai cái nó khác nhau. Mình không thể nào mình thấy người ta có một cái ánh nhìn, cái khía cạnh tốt rồi mình cho rằng đó là cái sự thánh thiện toàn diện. Mỗi một cái quốc gia họ theo đuổi cái quyền lợi của họ. Họ theo đuổi quyền lợi của họ. Cho nên nếu mà nói ở xuống dưới Nam Sudan hay gì đó mà nói rằng là chứ Trung Quốc là một quốc gia bành trướng, là kẻ hung hăng, thì cũng sẽ có một số phản ứng của người dưới đó, họ không tin, chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái bối cảnh của người Việt Nam, chúng ta biết rằng là Trung Quốc là kẻ bành trướng thiệt. Bành trướng, cuộc chiến năm 1979, 6 tỉnh biên giới, cuộc chiến ở tại Gạc Ma, vân vân, nhiều thứ lắm. Nên nói rằng là khi mình nói Trung Quốc, nhất là ông Tập Cận Bình với cái chủ mưu là bành trướng, thì không có nghĩa rằng mình nói như vậy là mình nói xấu Trung Quốc. Tôi đâu có nói là nó đó như vậy là nó xấu. Đó là cái thực tế của cái cơ chế Bắc Kinh. Họ phải bành trướng tìm những cái nguyên liệu để nuôi lại dân số rất đông của họ. Rồi nếu cứ hở một chút xíu nói là người Cộng sản, vì ông Fidel Castro là người Cộng sản tốt, là người Cộng sản. Cộng sản thì cũng có những cái người Cộng sản tốt và cũng có những người Cộng sản xấu. Cũng giống như Tư Bản, có người Tư Bản tốt và có Tư Bản xấu. Trong xã hội loài người không có ai mà nó không có thể chế nào mà nói rằng là ai cũng thánh thiện hết. Thí dụ ở tại Bắc Kinh á, cái thời kỳ đó mà gọi là người dân mà người ta, nhất là nhóm Pháp Luân Công Công, họ rất kinh sợ ông Giang Trạch Dân. Kinh sợ ông Giang Trạch Dân lắm. Và trong những ngày qua cũng có một số kênh YouTube cũng loan những cái tin vịt nói rằng Giang Trạch Dân qua đời. Thực sự họ loan tin vịt ông Giang Trạch Dân qua đời từ hồi năm 2011. Cho tới nay, lúc nào cũng có những cái loạn tin như vậy.
Nhưng mà phải nhớ rằng là chính Giang Trạch Dân á, là bị ông Hồ Cẩm Đào sau này lẫn ông Tập Cận Bình rất là cẩn trọng, là tại vì họ cũng coi rằng ông Trang Trạch Dân không phải là một người đóng góp thực sự cho cái chế độ Bắc Kinh, mà có lẽ là ông là một người khác máu. Đấy không? Thế bây giờ đó là cái việc quyền lợi của mỗi một thể chế, họ đi tìm cái những cái biến chiêu của họ để tạo một cái thế cờ nào đó trong một khía cạnh thì xấu, mà có khía cạnh khác cũng có thể là tốt. Thì có những cái bình luận gia của Hoa Kỳ, họ có bình luận là tại sao ông Fidel Castro cái thời kỳ ông còn sống đó. Tôi đọc trích lại một cái bài thôi, một bài để quý vị không dài, ngắn thôi, để quý vị hiểu rằng là tại sao ông Fidel Castro buông thuốc phiện. Và buông thuốc phiện là, và coi như là làm môi giới rửa tiền từ Colombia đi qua Cuba, chuyển tàu ngầm qua Hoa Kỳ. Cái điều đó có hay không? Có, mà tôi sẽ đưa ra những bằng chứng. Nhưng bây giờ tôi đã phân tách trước cái đầu tiên là tại sao ông làm như vậy cái đó. Thì cái đây là một bài viết năm 2015. Ngày 4 tháng 5 năm 2015 trên tờ Time Frank, thì họ bình luận là lý do như sau: For him, drug trafficking was above all a weapon of revolutionary struggle more than a means of making money. Right? Juan Reynaldo Sanchez, a former Castro bodyguard. It served his revolutionary objectives in the sense that it corrupted and destabilized American society. Icing on the cake, it was a means of bringing in cash to finance subversion. Tôi tóm lược lại cái ý của họ, đó là cái người vì bodyguard của ông Fidel Castro đó, khi mà ông bị bắt vì cái tội cũng là tội buôn thuốc phiện, và ông có ra tòa, ông có nói những cái vấn đề mà cái cách làm buôn thuốc phiện của ông Fidel Castro, thì sau đó đó là những ký giả và bình luận gia của Hoa Kỳ họ mới dựa lên trên cái ý của ông để họ viết. Cái người mà tôi nói lại là một lần nữa là cái người là hộ viên, cái người mà hộ vệ, tức là bodyguard, là người hộ vệ của ông Fidel Castro đó, là ông Juan Reynaldo Sanchez. Thì ông có nói ý của ông Sanchez đó, ông nói là như vậy nè: đối với ông Fidel Castro, buôn thuốc phiện đó, là có những cái mục tiêu chiến lược chứ không phải là vì tiền. Cái buôn thuốc phiện là một hình thức cách mạng để làm sao nào, để làm lũng đoạn, để làm hư cái xã hội của Mỹ, và dùng đồng tiền đó cho những cái mục tiêu cách mạng khác. Đó là lời của ông, cái người mà gọi là bodyguard của ông Fidel Castro khi ông nói tại tòa. Cho nên đó là cái việc mà buôn thuốc phiện của ông Fidel Castro đứng trên một cái khía cạnh nào đó, nó có nguyên do của nó. Nhưng mà cái nguyên do đó, cái người mà nói rõ nét thì chính là ông Sanchez, là người bodyguard của ông Fidel Castro. Vậy thì đó là bảo rằng là có buôn thuốc phiện hay không, thì bây giờ tôi sẽ đưa ra những bằng chứng. Nhưng mà đây là một trong những bằng chứng luôn. Tức là ông Sanchez ông cũng bị bắt và ông bị truy tố tại tòa án của Hoa Kỳ. Và khi ông bị truy tố, tòa án Hoa Kỳ hỏi là tại sao ông bị ông Fidel Castro là gì á, là buôn bán thuốc phiện. Thì ông nói đối với ông Fidel Castro đó, cái vấn đề mục tiêu tiền nó không phải là quan trọng, mà cái mục tiêu là làm cách mạng. Và một trong những cách mạng á, mà quan trọng nhất là phải làm hư hại cái hệ thống tư bản. Và dùng đồng tiền mà tiền cách mạng, tiền mà gọi là đồng tiền đó để cho cái mục tiêu cách mạng khác, chi cho những việc khác. Đó là quỹ đen. Cũng giống như là
Tổng thống Ronald Reagan đã dùng ông Olivinov bán vũ khí cho Hezbollah, chuyển cho Hezbollah chuyển vũ khí thẳng qua bên Iran là kẻ thù của Mỹ, nhưng mà là sử dụng cái đồng tiền của Hezbollah trao cho ông Olivinov thành cái quỹ đen để yểm trợ xuống cho quân Sandinista ở tại Nicaragua. Mỗi một người đều có những cái việc làm đứng trên phương diện pháp luật là phi pháp, như chính Tổng thống Ronald Reagan cũng đã làm. Thì ông Fidel Castro ông cũng làm cái việc phi pháp này vì ông nghĩ rằng là ông sẽ lấy tiền đó cho cái quỹ đen. Ông, mục tiêu của ông là hủ bại hóa cái thể chế tư bản và dùng đồng tiền lấy được sự buôn thuốc phiện để làm cái cuộc cách mạng khác. Thế ông Fidel Castro đó, ông có buôn thuốc phiện thì hay không? Có. Quý vị mà ở cái thời kỳ ông còn sống đó, là trên những cái tờ như là Miami Herald, rồi luôn cả New York Times, New York Post, rồi đủ thứ, là hầu như ngày nào mà không có loan cái tin cái vụ mà ông Fidel Castro sử dụng những cái chiếc tàu ngầm đưa thuốc phiện qua. Họ bắt những cái chiếc tàu ngầm đó đưa bao nhiêu tấn, bao nhiêu ký cocaine. Và cũng dựa trên cái ý đó đó, quý vị xem thấy cái phim James Bond đó thấy không? Họ mới chiếu những cái cảnh mà gọi là tàu ngầm chuyển thuốc phiện đó, rồi James Bond đánh nhau với những nhóm người đó ở dưới cái biển mà từ bên phía Cuba mà qua Florida. Nhưng mà cái phim của James Bond đó là chỉ cái ý thôi, chứ còn trong thực tế đó thì báo Miami Herald, báo New York Post, New York Times rồi gì, thời kỳ đó ngày hầu như ngày nào cũng có loan tin là bắt bao nhiêu chiếc tàu, bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn thuốc phiện. Nó là một cái tin thường xuyên luôn. Nhưng mà nó có một cái nhân vật, là cái nhân vật này là coi như là cái người được đưa thi hành cái công tác chuyển thuốc phiện đó cho Fidel Castro, đã bị bắt. Như tôi nói là chứ là đánh nhau ở dưới, họ bắt ở dưới cái đường mà gọi là chuyển thuốc phiện bằng tàu ngầm đó. Thì cái nhân vật này á, bị bắt và bị truy ra tòa án của Hoa Kỳ. Và nhân vật này á, là bị trục xuất về lại Cuba năm 2016, khi mà cái thời điểm mà ông Fidel Castro qua đời. Bây giờ tôi đọc cái bản tin, cái bình luận của Juan Reynaldo Sanchez là ai? Quý vị đã thấy không? Là người bodyguard của ông Fidel Castro. Không? Ông này, ông đã từng, như tôi nói nãy là ông đã từng bị và ông đã thú tội với tòa án, và ông nói lý do tại sao ông Fidel Castro ông buôn thuốc phiện. Thì ông này ông cũng viết lên trên bài bình luận cho tờ New York Post vào ngày 3 tháng 5 năm 2016. Ông viết như sau là: ngày 25 tháng 4, một chánh án ở Miami đã đưa ra một cái bản án đối với ông Gustave Falcon, là một người Cuba, là cái người mà gọi là điều động cái cơ sở buôn thuốc phiện cho Fidel Castro. Và rồi cuối cùng thì bị trục xuất về Cuba. Rồi mới bình luận cái việc buôn thuốc phiện. Cái việc buôn thuốc phiện của Fidel Castro là có thật 100% theo các báo chí của Hoa Kỳ và rất là nhiều tòa án của Hoa Kỳ, chứ không phải là một tòa án. Tôi nói cái gì là tôi nói có bằng chứng sự kiện lịch sử. Quý vị không tin đó là chuyện của quý vị. Còn nếu mà còn là hăm dọa mà rồi đến sập kênh tôi đó, rồi bảo là tôi trả lời, tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi chỉ trả lời cho những ai thắc mắc một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng, góp ý xây dựng, như cái bạn trẻ vừa rồi hỏi tôi, thì tôi trả lời. Tôi trả lời trên nhiều khía cạnh. Chứ không phải là tôi với ông Nam Sơn tự nhiên ngẫu hứng lên để nói những cái chuyện như vậy. Quý vị muốn góp ý với tôi thì quý vị phải xem trình độ quý vị rồi mới ngó, rồi mà để gọi là áp lực lên trên tôi. Trình độ quý vị có đủ chắc là bảo rằng là tôi không biết à?
rồi bảo rằng là chứ ông Hoàng Duy Hùng phải đi xin lỗi tại vì ông Fidel Castro. Thế có một người nói là tại vì ông Fidel Castro là một người cộng sản thì ông không thể nào là con người đi buôn thuốc phiện, vậy thì ông Hoàng Duy Hùng phải xin lỗi, còn không tôi đánh sập kinh ông Hoàng Duy Hùng. Đã chưa, cứ cộng sản là tốt hết à, là thánh thiện à, cứ tư bản là tốt hết à, là thánh thiện à. Trong cái thể chế loài người này á, người ta có những cái sự suy nghĩ, cái cách làm việc khác nhau, có những cái ưu điểm và khuyết điểm. Như tôi nói là ông Fidel Castro, ông có buôn thuốc phiện. Và cái người bodyguard của ông đã nói rất là rõ ràng trên báo chí và luôn cả trên tòa án, cũng như chính là cái người đã viết bài trả lời đó, là cái nguyên do tại sao ông Fidel Castro buôn thuốc phiện. Là vì ông Fidel Castro nghĩ rằng đây là một cái hình thức làm hữu hóa cái thể chế tư bản, và dùng cái đồng tiền, tức là dùng gậy ông đập lung ông, lấy tiền của tư bản để đập tư bản, lấy tiền của tư bản để hỗ trợ lại cho các công cuộc cách mạng khác mà theo ý của ông Fidel Castro. Đó là lời của ông Sanchez, ông nói chứ không phải lời tôi nói nhé. Ông Sanchez là cái người bodyguard cho ông Fidel Castro. Và rồi chính ông Sanchez, xin tục lại nói một lần nữa, ông bình luận tại sao là phải trục xuất cái người cầm đầu buôn thuốc phiện dùm cho ông Fidel Castro. Tôi trả lời rất thành thật, cảm ơn cái người bạn trẻ hỏi tôi, mà tôi đã đọc ngay từ lúc đầu. Hỏi tôi bằng kiểu đó, lương tâm tôi và sự xúc cảm của tôi buộc lòng tôi trả lời. Tôi trả lời cho thôi. Còn những ai đó mà hăm dọa tôi đó, thì đáng lẽ tôi lúc đầu tôi không có trả lời đâu. Tại vì con người của tôi không có sợ, tức là uy vũ bất năng khuất, tôi không có sợ cái chuyện đó. Đặt bom trước nhà tôi chưa sợ nó, ba cái thứ mà gọi là nó là đánh sập kinh tôi. Những loại người đó, đừng hỏi tôi tại sao là tôi cúp ngay, tôi block ngay khỏi cái Facebook của tôi. Mà nếu tôi có thể block luôn trên YouTube của tôi vừa block liền. Tôi chỉ biết cách nhân block thôi. Cái cách đó nó không phải là con người xây dựng, mà chỉ muốn rằng là chứ leo lái người khác theo ý của mình mà không theo được thì là hâm dọa, không nên. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình với tôi, Hoàng Duy Hùng, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ sau.